Bồn Sư Thích Ca và Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 14 tháng 5 năm 2022. Chúng ta học đến bài thứ 8 của chủ đề chính là anh. Và có hai bài hai bài thi kệ. Bài phía dưới này là của ngài Tuyết Đậu. Trùng Hiển bài ở trên của Ngài vạn am nhang, nha. vạn am nhang. cũng phải tôn trọng tác giả người ta viết cái bài thi kệ này. thanh tịnh bản nhiên, biến pháp giới, sơn hà đại địa tức gia hiện, tánh giác, tất minh, nhận ảnh minh, nhạn nhĩ tiện tùy, thinh sắc chuyển, Câu đầu nó liên hệ với cái câu hỏi của Ngài Phú Lâu Na. Các vị đọc vào Kinh Lăng Nghiêm. Phú Lâu Na. Dường như là đầu của quyển thứ năm Ngài Phú Lô Na sau khi nghe Thế Tôn giải thích về chân tâm thường trụ. Và năng lực của chân tâm này sinh ra sơn hà đại địa và hư không giới này có mặt trong cái thể chân tâm bất động của các vị nó như một hàng bò con con trên cái đại dương vậy và các vị thánh a la hán chưa đạt đến cái nhìn thâm nhập pháp giới tánh do vậy cho nên các ngài hồ nghi rằng chân tâm thường trụ và nó bao trùm như vậy thế thì cái chân tâm là cái rộng lặng tự nhiên Tại sao nó sinh ra sơn hà đại địa? Và rất nhiều thắc mắc xảy ra nghe. Điều đầu tiên là nếu chân tâm là bản nhiên thanh tịnh, tại sao nó lại phát sinh ra giọng thức? Đấy là chúng ta là nhập nhận giọng thức chính là mình. Rồi lại chấp chặt giọng thức là ta. Nghiệp thức là ta, buồn vui là ta. Thì dần dần, làm đến cái tầng thô hơn đó là thấy hình hài này là ta cho nên từ đó có vạn ngã có chấp ngã chấp pháp đã đi vòng vòng trong cõi tử sinh chấp nghiệp là mình cho nên nổi chìm trong ba cõi trong khi tổ cùng sự tu tập là liễu đạn được thân tham vốn là không liễu đạt được cái thể chân thật bất sinh đó là chân năm thường trụ và thấu đạt được ngay hình hài năm quẩn này cái thể chân bất động như vậy rồi thì sẽ nghiệm ra được là sơn hà vũ trụ vạn hữu cho đến hàng xa thế giới đều ở trong cái tâm chân thật của ta các vị nghe cái đoạn này thì các vị cũng lùng bùng lỗ tai tại sao tại vì chúng ta chưa đạt đến cái năng lực tu tập như vậy thậm chí là ngài phú lô na ngài cũng đầy sự nghi ngờ do vậy cho nên ngài đặt câu hỏi rằng là thanh tịnh bản nhiên tại sao sinh ra sơn hà đại địa và cái chất thanh tịnh bản như này tức là cái tâm Phật bất động này nếu nó bao trùm pháp giới tánh như vậy thì làm sao có thể hiểu được rằng là này đất này lửa này nước này gió bản chất của mỗi thứ nó đều là không tương ưng với nhau nó ngăn ngại với nhau đất không phải là nước nước không phải là lửa lửa không phải là gió Thế mà Thế Tôn nói là tất cả thứ này nó đều sinh ra từ thể chân bất động thì làm sao con có thể tin được điều này? Thưa các vị, Kinh Lăng Nghiêm thì cái đoạn này là đoạn khá ư là sâu sắc và chúng ta đọc vô cũng lùng bùng lỗ tai khó hiểu nghe. Tuy nhiên, nếu các vị kiên trì đọc qua đoạn này thì dần dần các vị thấm được những điều Đức Thế Tôn dạy về chân tâm thường trụ ở đây thì chúng ta không có đi quá xa với cái bài thi kể này. Mình chỉ gợi ý thôi. Rồi các vị tự mình mày mò đọc vô cái văn bản kinh năng nghiêm và cái quyển tương đối dễ đọc đó là bộ kinh năng nghiêm của cụ Lê Đình Thám, cụ Dịch. Ngoài ra thì có một văn bản mình giới thiệu lâu rồi đó là cái bản kinh của Ngài Thiện Hoa. Ông cụ giảng ở trong Phật học phổ thông chúng ta cũng có thể đọc ở trong đó và dường như văn học đại thừa từ viên giác cho tới lăng nghiêm cho tới kinh kim cang đều có ở trong phần học phổ thông nơi đây thì chúng ta quy chiếu lại câu này điều thứ nhất đó là xuất xứ của nó là từ cái câu trả lời đức thế tôn giải thích cho phú lô na hiểu rằng cái thể của tâm nó vốn là pháp giới tánh nó bao trùm hằng xa diệu hữu và khi năng lực của pháp giới tánh bên ngoài thì nó bao trùm cái hằng xa vũ trụ vạn hữu thế thì trong phạm vi nhỏ nó có mặt trong tự thân anh thì nó cũng bao trùm luôn này thân này xúc cảm này buồn vui này tâm hành này nghiệp thức vân vân nó cũng bao trùm luôn một cái tiểu thiên thế giới là một hình hài này nghe Giải thích vậy thì các vị đủ dễ hiểu Và đây là cái câu trả lời Mà chúng ta quy chiếu lại để nghiệm ra rằng là Khi mình hiểu được đạo Bằng công phu quán chiếu tu tập Đoạn trừ được những cái chấp trước của ta Về hình hài này là ta Bù vui là ta Nghĩ suy là ta Tâm thức vận động vận hành Tuần tuột trôi chảy đây là ta các vị đạt đến trạng thái là tâm luôn trú trong trạng thái chánh niệm sáng tỏ và vô ngôn cái từ chúng ta dùng ra đây là nhận biết vô ngôn nghe cái biết này nó là cái biết trực tiếp sáng rỡ hiện tiền nó không cần phải phân tích không cần cái đầu này lý luận ví dụ như tôi nhìn xong cái màn ảnh monitor này các Phật tử đã quen với tôi Tôi biết tên từ người cho nên nhìn tôi đâu cần nói Thì thầm rằng Ồ oh, đây là cô Nhật Tiến Đây là cô Tâm Đà Vân vân Không cần Nhìn là biết ngay Từ ví dụ đó là các vị nhìn coi là tất cả những cái đối tượng Các vị quan sát từ ngày đó Cái bàn, cái ghế Bình qua, con người Vân vân tất cả cái món mà các vị nó thường nhận biết nó thưa đại chúng rằng nhìn là cái năng lực biết của các vị nó rõ ràng hiện tiền mà vô phân biệt cho nên ta gọi là nhận biết vô ngôn nhận biết này đối tượng của nó thì đa dạng nó có nhiều hình thể đối tượng của cái sự nhận biết tai này thì nó có nhiều âm thanh nhiều tần số của sự rung động từ to tới nhỏ Thế nhưng mà âm thanh chỉ là âm thanh thì nó không hề có cái chuyện lợn cận của buồn vui nghe. Nó không cần là phải nghe âm thanh đây là của người ta thương, đây là âm thanh của người ta ghét, đây là tiếng nhạc. Đây là tiếng hàng xóm chửi lộn, không cần. Chỉ biết nó là âm thanh thôi. Thế thì cái nhận biết này nó không đi vào cái tầng ý thức suy diễn. Do vậy cho nên nó cũng gọi là nhận biết âm thanh nhưng mà không có lời thì phạm bên trong. Và khi các vị đã có năng lực như thế này rồi thì thưa đại chúng cái việc xảy ra đó là này là sơn hà đại địa nó đều là biểu hiện của pháp giới tánh cả cái này nói nghe hơi lùng buồn ngỗ tai nghe <laughs> hay là dễ hiểu là thế này dễ hiểu nhất là khi ta ứng dụng nghe pháp hành trì thì này là sơn hà đại địa mình lắm lại Thưa đại chúng là khi mình đã có năng lực tu tập Cái biết của mình nó không có bị đắm chìm, bị vướng mắt Lạc vào sự phân tích của những đối tượng Thì cái biết này Rỗng lặng Tự nhiên Vô niệm Nhưng mà rõ ràng hiện tiền Cho nên ta gọi rằng là Sơn Hà Đại Địa cảnh trí con người vân vân nó đều rõ ràng hiện tiền cho nên nó đều hiện ra một cách rất là trong sáng nó hiện hiện lộ bản chất thật của nó không có cái phiền não gì chen vô cả không có cái yêu mến gì gắn vô đó cả gọi rằng sơn hà để địa tức gia hiện là như vậy nghe khi nắm được tâm bản nhiên thanh tịnh tức là các vị nắm được cái năng lực tâm nó quan sát nó vốn không phải là cái tiếng nói thì thầm Không phải là sự phân tích Mà nó đơn thuần chỉ là trạng thái tâm Nhận biết vô ngôn Thì sơn hà đại địa nó hiện ra Mặt mũi thực của nó là nó như thế nào Hiện ra như thế ấy Dễ hiểu phải không Thế rồi quay ngược lại Thưa các vị Nếu mình có chút ít công phu tu tập Hiểu được điều này tỏ tường rồi cái chuyện rất tự nhiên là cái năng lực phản quan nhận biết vô ngôn này nó rọi sáng từng cái buồn cái vui cái lo âu phiền muộn của các vị tự nhiên là này buồn này vui này lo âu này phiền muộn này sầu thảm này thất vọng này khổ đau nó có được ngàn tên khác biệt thế nhưng mà các vị vẫn dưỡng dân vẫn sáng tỏ vẫn hiện tiền vẫn quan sát và không hề dính với tất cả những đối tượng nào mọi thứ nó trình hiện trước các vị như bản thân của nó không có thêm gì trong đó cả cái buồn nó là cái buồn nó như những đám mây đi ngang qua như buổi chuối sao hè như dòng sông chảy phía trước không dính gì ta cả đó là một trạng thái một cảm thọ một cảm xúc hay là một ý nghĩ đang vận hành thôi chứ đâu phải là ta do vậy cho nên mọi thứ bên ngoài hiện rõ bên trong hiện rõ mình không thêm vô đó một cái gì cả Không thêm là ôi sao chiều nay buồn quá Cái buồn này thảm sầu quá Tại sao? Tại vì mình không đồng nhất vào nó Mình quan sát nó một cách rất là vô tư Hững hờ Như quan sát người khách đến và đi Có dính chị mình đâu Trú trong trạng thái tâm như vậy Thưa các vị nhìn ra ngoài Các vị nhận ra mặt mũi thực Của tất cả vạn hữu Nhìn vào trong Chẳng ra tất cả những cái buồn vui bằng đôi mắt hững hờ quan sát nó cho nên mặt của nó ra làm sao mình nhìn nó ra làm vậy, nó trình hiện trước mắt mình. Mình không hề nếu kéo ta làm khổ ta, nhẫn chìm ta. Buồn ơi, có gì đâu cái gớm, cái buồn nó đến rồi nó đi như nó từng đến đi mà và ta mỉm cười nhận diện nó mỉm cười nhìn nó đến và đi thưởng thức nó như thưởng thức ly trà cái cà rán viên đường hay là thưởng thức đây như thưởng thức cục đường phèn ngọt liệm không có vấn đề còn bạn không thì chuyện gì phát sinh không an trú tâm trong pháp hành trì như vậy thì thưa các vị tất cả nỗi niềm sao động trong tâm thức các vị nó vừa sinh ra là nó nhận chìm ta nó vừa sinh ra là nó nhắc dẫn vừa sinh ra nó làm khổ lụy ta mình chưa hề nhìn tất cả những cái số cảm đó như bản chất thật của nó đến mà đi mình nhìn nó theo cái nhìn của người rất ư là phàm phu là nó là mình do vậy cho nên mình chìm trong khổ luyện hai câu sao tánh giác tất minh dẫn ảnh minh tức là khi tánh giác của các vị sáng rỡ rồi thì tất cả hình ảnh nó đều trở thành đơn thuần rõ ràng như pháp hữu vi sinh diệt cho nên gọi là nhận hình minh là như vậy thấy nó sáng rỡ như vậy không dính chi với ta cả bụi chuối là bụi chuối cây tre là cây tre ông a là ông a bà b là bà b không có chuyện ông a và b là kẻ thù của ta người yêu của ta không có giản dị là ta quan sát ngoại vật bằng đôi mắt sáng lở nhưng dững dưng thế nhưng không phải là ta chết mặt sáng người ta nghe mà nó có tâm từ tâm bi tràn ngập trong đó tức nhãn nhãn nhĩ tiện tùy thinh sát hiện thưa các vị đang đến cái thấy như thế này có năng lực tu như thế này rồi thì này mắt này mũi thưa các vị nó như mặt gương sáng rỡ hình đến hiển hình hình qua, sạch nhắn không lưu là bốn nhắn gì cả cái gương sẽ dĩ nó được gọi là cái gương là do vì tất cả mọi hiện tượng đi ngang nó đều hiển hiện rất rõ ràng nghe. Thế rồi nếu nó là một tấm gương Hình nào đi ngang nó chụp Cũng chụp hình nó lưu dấu lại Thì người ta gọi nó là cái gì Máy chụp hình Và cái máy chụp hình thì nó Chụp xong một tấm hình rồi Thì cũng phim nó lăn qua Đúng không Còn cái máy chụp hình tâm thức ta Thì nó chụp xong rồi nó không lăn qua Mà nó lưu vô trong Rồi nó lại chụp tiếp Do vậy cho nên càng sống lâu trên cuộc đời Càng già thì tâm thức chúng ta Nó càng bị mờ tối mờ tối điều này mình không có nói thêm đâu nghe nhìn em bé nó học bài nó học nhanh lắm Còn nhìn chúng ta học bài thì có bị học chết bỏ đâu thủ đó tại vì tâm thức chúng ta nó mờ nó xỉn nó vẫn đục nó tràn đầy những cái ký ức nó có mặt ngay hiện tiền này đang đọc bài đang ngồi học thế nhưng mà tâm thức ta nó lén lén nó đi đi chơi nào không hay chưa chắc gì học tiếng đồng hồ mà tâm thức mình nó ở lại đây tiếng đồng hồ những câu chuyện lý thú nghe tức cười thì ta còn ghé mắt lại tâm thức ta nó còn đậu lại thế nhưng mà ông thầy phước Tịnh ông giảng đạo lý vô cùng khô khan thì thưa các vị mình thả tâm thức mình nó đi chơi tại vì tâm thức mình nó có một cái sự điều tiết nhất định là như vậy nghe khi nó chán những cái đối tượng trước mắt thì nó len lén nó tìm cái chỗ khác nó gắn vào tại vì nó là một loại bất an nó lại bất an nó loại là loại trạo cử nó chưa bao giờ dừng lại một nơi các vị lắng nghe mình chứ còn các vị đừng nghe mình nói lắng nghe mình lúc mình đọc một bài kinh lắng nghe mình lúc mình ngồi tỏ thiền lắng nghe mình lúc mình ngồi tụng kinh thì nó là như vậy đó tụng kinh thì cứ tụng nhưng mà tâm thức mình nó xe xẻ nó lăn láng nó chạy đi chỗ khác đây là hiện tượng tự nhiên nha cho nên khi năng lực thực tập sáng rỡ hiện tiền rồi thì tất cả thinh sắc đối với mắt tai mũi lưỡi vân vân thưa các vị nó rõ ràng hiện ra và nó như mảnh gương sáng ngời cho nên cảnh đến thì hiện ra cảnh đi rồi thì khuất bóng nó như chim bay trên bầu trời không lưu dấu vết gì trong nó cả do vậy cho nên trạng thái tâm rỗng lặng tự nhiên mênh mông chiếu sáng vô niệm đây là bài thứ nhất của ngài vạn Nam nha bài thứ hai của ngài tiết độ trùng hiển nha đây là bài được trích từ ở trong bích nhâm lục cũng có nên các vị đọc trong bích nhâm lục có nha từ cái nguồn cảm hứng cũng kinh lăng nghiêm Thế tôi hỏi các vị Bồ Tát Các ông ngộ được chân tâm thường trụ Ngộ được Pháp giới tánh Hay là ngộ được Phật tánh Nhiều tên nha Mình ôn lại chân tâm nè Pháp tánh nè Pháp giới nè Trong nhà thiền thì gọi bản la diện mục nè những cái từ này rất là kiêu xa và nhiều tên nó làm lùng bùng lỗ ta nhưng mà nó chỉ có một mà thôi nghe chỉ một thể tâm bất động của các vị chứ không có chi mà khác cả nếu nhìn vào tự thân trên cái hình hài sinh diệt trên những buồn vui đến đi trên những dòng chảy ý thức đang cuồn cuộn đi ngang qua nó luôn bồng bềnh không có gì thực hữu cả nhận ra cái năng lực tâm đang, đang chiếu sáng, thấy được thân này đang đứng đang đi, thấy được từng cái buồn vui lai động, thấy được từng dòng ý thức đang ngủ cuộn đi ngang, nghiệm ra được nó, sống được với nó, gọi rằng là thể nghiệm chân tâm, sống với chân tâm. nó ở nơi tự thân các vị thì gọi là chân tâm, gọi là phật tánh, gọi là tánh viên giác, gọi là thể thuyết bàn. thế rồi thưa các vị, nó không phải chỉ có mặt ở bên trong hình hài các buổi này Mà nó là thể bất động nó bao trùm hàng, hàng xa thế giới Cho nên gọi nó là chi? Gọi nó là pháp tánh Trong cành cây lá cỏ Trong đại địa Trong người A ông B Trong chư Phật Trong các vị thánh thần Trong các loài quỷ Đều có năng lực Phật bên trong Cho nên gọi nó là pháp tánh Pháp giới tánh thì thưa các vị điều này nó còn rộng hơn pháp tánh nữa nó cùng một nghĩa với pháp tánh tức là đầy cả pháp giới này mười phương ba đời chư phật quá khứ hiện tại và tương lai không một sinh vật nào không một pháp hữu vi nào mà không có năng lực phật bên trong cái năng lực này thưa các vị là năng lực để nhất nghĩa hay nói cách khác đó là nền tảng căn bản để làm thành vũ trụ thiên hà hình như thượng hình như hạ gì cũng có cái tính chất này bên trong cho nên gọi là pháp giới tánh trong tự thân ta thì gọi là chân tâm và nó có mặt trong tất cả loài hữu tình nương nơi đó để thành tựu được sự nghiệp giác ngộ gọi là pháp tánh có mặt trong nhiên giới cho nên gọi là pháp giới tánh thiền sư gom nó lại bằng một cái từ rất nhỏ là nó là bản lai một thiệt của ông đây là mặt mũi thiệt của ông Lúc bố mẹ chưa sinh đã có Sau khi hình này này mất đi Vẫn còn lại Cho nên gọi là bản lai dừng mục thực Cái mặt này giả giả vờ thôi nghe Có mặt giữa trần gian này Lao sao Từ một tuổi cho tới 20 tuổi Nó đã đổi thai 20 tới 40 đã khác rồi 40 tới 60 khác rồi 60 đến tuổi già thì càng khác biệt Ta buồn đời Ta không muốn cái mặt này là con trai nữa tao đổi nó làm mặt gái được an ai cả Chơi cái lông mũi này xẹp đổi lên cao <laughs> cũng dễ dàng thôi tôi có vị cho nên gọi nó là mặt mũi giả <laughs> mặt mũi thiệt là cái không già không chết không ốm không đau không tật không bệnh chưa sinh đã có và mất cái nào này vẫn y nguyên như vậy cho nên nó là tên khác của chân tâm của pháp tánh của pháp như tánh này tên khác của thể nước bàn tên khác của tam bất sinh vân vân đó là điều thứ nhất mình giải thích để cho các vị hiểu được rằng tức thế tôn hỏi các vị đại bồ tát rằng làm thế nào các ông thể ngộ được bản tâm chân thành của các ông thể nghiệm được pháp tánh của các ông từng vị bồ tát từng vị Thánh văn giải thích rằng con nhờ nhân viên này con nhờ nhân viên kia con thể ngộ được chân tâm của con và các vị biết rằng là một người mà gần gũi với chúng ta ông trình bày rất dễ để cho chúng ta tham nhập đó là ngài kiều trần Dư, ngày như ngài nói giờ bạch thế tôn cái này không biết mình nói có đúng tên không nghe mình nhớ có khi tên ông này sự kiện của người khác nhưng mà không quan trọng đâu các vị cứ đọc lại ngài nói rằng mà thế tôn con nghe thế tôn dạy gì hai chữ khách trần thôi là con ngồi nhập đó hai chữ này thôi khách thì chúng ta gặp tầng từ ngài trần cũng đối diện chúng ta từ ngài trần là chỉ là hạt bụi khách là chi người hàng xóm và những người đi ngang qua đường vân vân thưa các vị được gọi là khách cả thế nhưng mà người xưa thì họ quy chiếu hai chữ này vô để ngộ đạo còn ta thì khách thì tiếp xúc từng ngày nhà thì quét từng ngày nhưng mà có, có ngộ gì đâu thưa các vị tại vì mình không có công phu chiếu nghe các vị thử nhìn coi có người khách nào đến với các vị là họ, họ ở chuyện vài tháng không không nếu họ có gan ở lâu vậy thì ta cũng tìm cách ta đuổi chứ <laughs> Thế rồi Thưa các vị Cái tội nghiệp chúng ta là chúng ta lại không làm điều này Với những ông khách trong ta nghe Khách trong ta là chi Này buồn, này giận, này ghét, này thương Này lo âu phiền muộn Thưa các vị Ông đủ thông minh Khách bên ngoài thì dù cho lì lắm Họ cũng đuổi Mình đuổi cũng chạy mất Nhưng mà khách này thưa các vị Thông minh cho nên các vị đuổi không được Càng đuổi nó Càng đi vào sâu trong nhà của các vị càng trốn trong cái kho rất ư là kín đáo để tới một lúc trời chiều nào đó ảnh lù 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 mặt ra ảnh phá hoại các vị này buồn này giận này ghét này thương này lo âu phiền muộn có đuổi được đâu có khi mình còn cất nó rất là sâu trong tâm thức mình để dành để làm của gia bảo đây là cái vụn của chúng ta thay gì những cái lớp bụi trần gian này nó muốn đi vô nhà các vị thì các vị quét ra các vị không chấp nhận rằng trong nhà ta có một hạt bụi đằng này thưa các vị ta giống như những người kiêng quét nhà vào ngày tết thì quét vô góc để dành đó <laughs> tết đâu ai dám quét nhà đâu sợ quét hao của cho <laughs> nên quét để dành trong góc đó. trong khi người xưa không như vậy ha, nghe nghe thế tôn dạy hai chữ khách trần thôi thì ngài nhìn ồ, oh, đây là buồn là vui này, nhưng những người khách đến là đi, đâu phải là ta đâu? ta là người đang ngồi trong nhà nhìn mà, ngài ngộ ra được là phiền não, vốn là khách, đến và đi, không phải là ta, ta là người quan sát những người khách đến đi. Trần là gì nhìn qua khe cửa buổi sáng thấy những hạt bụi bay ngang, bay ngang, bay ngang, ngài nhận ra một điều rằng là, không gian thì bất động, không gian thì vô vi, không gian thì hằng hữu, bụi thì cứ bay qua bay qua nhìn ra được rằng là tâm thức ta những cái lo âu phiền muộn nghĩ suy vân vân thưa các vị nó từng hồi từng hồi bay ngang qua mà tâm ta năng lực quan sát ấy vốn là trạng thái hư không rỗng lặng vốn là ánh sáng mênh mông để cho bụi nó đến và đi thôi ta không hề là những hạt bụi ta không hề là những người khách ngang đây thì ngàn kiều tự nhiên ngộ được đạo đó là một vị rồi cái điều của niềm cảm hứng bài kể này để cho ngài tuyết đạo trùng hiển ngài tụng ra cái bài tụng này đó là mười sáu vị khai sĩ giải thích hai cái bài này cái mất tiêu hết nửa giờ rồi <laughs> và mình có một dụng ý nghe để cho các vị đọc kinh lăng nghiêm thôi mười sáu vị bồ tát Khai sĩ là bồ tát. Trong một kiếp xa xưa và ông sống đời sống của những tỳ kheo tăng và một hôm các ông đi tắm, đi tắm. thế là lần lượt mười sáu ông vô nhà tắm mà xối nước xuống đụng vào cơ thể thì thưa các vị điều ngộ đạo hết. <laughs> Cái điều kỳ cục là người ta ngộ đạo Thì có ông này ngộ trước, ông kia ngộ sau Còn đằng này 16 ông Đi vô tắm là ngộ đạo, đi vô tắm là ngộ đạo 16 ông như vậy, cái chuyện tức cười là như vậy nha Tại sao vậy? Thưa các vị, nhìn đây rồi mình hổ thẹn mình nha Người xưa họ đồng tu đồng hành Đồng ngộ đồng chứng Tức là cùng là pháp hữu cùng là huynh đệ cùng là người xuất gia với nhau hoặc là người bạn đạo với nhau thì họ hết lòng yểm trợ nhau nuôi dưỡng nhau để cùng tu tập cho nên họ cùng ngộ đạo cùng tu tập cùng chứng nghiệm và cùng thành đạt được sự nghiệp biết bàn cùng giải thoát có khi là trong một cốc tay này liền thành tựu hết cả 16 ông còn chúng ta bây giờ thưa các vị mình nhìn cái điều này mình học được của các bậc bồ tát ngày xưa nghe thập lục khai sĩ vô nhà tắm rồi đều ngộ được cái nhân của nước chạm vào thân là tất nhiên rồi các ông đều thể ngộ được hết gọi là chứng ngộ được viên thông thể nghiệm được tâm phật bất động ngay nơi hình hài sinh diệt này đây là cái nhân viên 16 vị khai sĩ ngộ đạo làm thành niềm cảm hứng để cho ngài tuyết độ trùng hiển ngài làm của bài tổng này và khi thế tôn hỏi các ông vì nhân viên gì ngộ đạo các ông đều trình như vậy con nghiệm ra được rằng là nước trả 10 ngày. Hai nhân viên này hợp lại. Bản chất của nước không hề rửa sạch trần cấu. Bản chất của trần cấu không hề dính với thân của con. Do vậy cho nên con thể ngộ được tánh viên thông nơi hình hài của con. Và do vậy cho nên chúng con 16 anh em đều chứng ngộ được tánh viên thông. Tất nhiên đọc vô kinh lăng nghiêm thì các vị sẽ lùng buồn lỗ tai đoạn này nghe tại vì nào là nhân của nước nhân của vân vân thưa các vị mình quy chiếu lại cái điều giải thích dễ hiểu nhất là thế này nước dỗ về này này nó là mát Làm nóng thưa các vị đơn thuần chỉ là sự tiếp xúc giữa hình hài và nước tạo thành những cảm xúc này mát này nóng này lạnh này ấm này dễ chịu cũng không dễ chịu Thế nhưng nếu ta có công vô thiền quán tu tập ta nhìn ra một điều Mình nói từ công vô thiền quán nghe chứ không có cần đi sâu vào sự phân tích Ta sẽ nhìn ra điều rằng là Thân và nước lạnh hoặc nước nóng tiếp xúc nhau tạo thành mọi cảm xúc Tạo thành sự dễ chịu cũng không dễ chịu Nhưng mà tất cả những cái ấy theo các vị nó đều là đối tượng bị tâm quan sát đang nhận diện Nó dễ chịu ư? không phải ta dễ chịu mà dễ chịu là do hình hài tứ đại này tiếp xúc với những thứ lạnh nóng trơn nhám vân vân nó làm thành sự thích thú hoặc là một chút khoái cảm vân vân chứ còn bản chất của cái tâm quan sát thì nó không hề có lạc thú gì trong cái chuyện quan sát mọi cảm xúc đi ngang qua cả cái cửa thiền tông đốn ngộ này ngộ đạo nó dễ hơn so với ta đi vô kinh văn để phân tích những lời của các vị khai sĩ này nói nghe. Do vậy, nghiệm ra điều rằng năng lực tâm phật bất động, tức là có thể viên thông hiện tiền thưa các vị nó không dính chi với chuyện nước nóng nước lạnh, không dính chi với cái chuyện thân này, có cảm xúc dễ chịu cùng cảm xúc khó chịu. Và tất cả những điều đó nó có chạm nhau, nó có tạo thành những nhân duyên Nhưng mà nhân duyên ấy dù nó có tạo thành nhiều cảm xúc đi nữa Nó vẫn không phải là ta Mà cái con người thật sự thể chân tâm thường trụ Và cái tánh viên thông giác ngộ ấy Nó vốn là năng lực tâm năng chiếu sáng Quan sát được tất cả những xúc cảm của thân tiếp xúc với mọi đối tượng Và từ điều này nó cho 16 vị khai sĩ này mở được cái con đường ngộ được cái thể tâm chân thận rồi từ đó họ an trú ngay nơi thể tâm đó họ đi vào con đường thể nghiệm được pháp Thần đơn giản không đơn giản và nhiều vị thiền sư thưa các vị có khi các ông tắm không ngộ đạo nghe mình thì cũng tắm ngàn lần có khi dạng <laughs> Có khi nữa quá ngày dạy lần nhưng có ngộ đạo đâu Tại vì thưa các vị Mình luôn đồng nhất mình vào những cảm xúc Nước lạnh Mình rung lên Mình la làng la xóm nước ấm Mình rất là thích thú Và thưa các vị Cái điều này Nó nói cho chúng ta biết rằng là Khi nào công phu mình Đạt được cái mức độ tinh tấn Cái niềm đam mê mình đủ sâu dày Khát khao đối công Con đường tu và thể nghiệm đạo của mình nó dâng lên thì lúc bây giờ các vị mới có cơ may trong mọi tiếp duyên đối cảnh xúc sự các vị đều nghiệm ra được thể chân tâm thường trụ và các vị an trú được ngay là cái tâm bất động của các vị còn nếu trong ta những điều này nó còn chưa sinh khởi thì thưa đại chúng rằng cái cơ duyên như các vị khai sĩ này không đơn giản xảy ra đây là giải thích Liệu sự nạp tăng tiêu nhất cá từ cái nhân viên của ngài 16 vị bồ tát này cho nên ngài tuyết đậu ngài là làm bài thơ này và bài thơ ngài tuyết đậu thì nó có một sắc thái rất ư là chi rất là ngạo nghệ rất là kiêu kỳ nghe ông nói thế này liệu sự nạp tăng tiêu nhất cá tức là những vị nạp tăng thấu đạt được đạo lý hiểu được chân nghĩa con đường thiền tập rồi thì đi ngang qua cái nhân viên này không phải khó khăn là tiêu nhất cá có nghĩa là như vậy nghe và người ấy trường liên sàng thượng triển khước thì nằm dài trên giường duỗi chân ra nghỉ ngơi thanh thản không có bận biểu không có lay quay không có tỏa thiền không có tụng kinh không có làm gì khác nằm dài trên giường duỗi chân thẳng rất ư là nhàn hạ làm chi nữa mộng trung tầng thiết ngộ viên thông hương thủy tẩy lai mạch diện thoát trong mộng từng nói rằng ta đã ngộ được viên thông ngộ được tánh phật bất động chỉ là chuyện mộng bị nói cho vui thôi nghe thế nhưng mà cái chuyện ấy nói rằng tôi ngộ đạo nói rằng tôi thể nghiệm được thể tâm chân thật bất động vân vân nó giống như là người vừa rửa mặt bằng nước thơm tho rồi tự nhiên là phun nước miếng vào mặt làm ô quế mặt mình tại sao tại vì thưa các vị vừa thấy mình chứng nghiệm vừa thấy mình ngộ đạo vừa thấy mình hiểu đạo thì cái tâm ngã mạng vừa có mặt mà ngã mạng có mặt có nghĩa là chi quen ố pháp thân rồi nghe giống như là cái thể tâm trong sáng tự nhiên anh chạm tay vô anh lấy bởi anh vẽ vô, anh lấy đá canh bôi vô, nó làm ô với đi thể pháp thân. Do vậy cho nên giống như người ta đang rửa mặt, đang tắm rửa bằng nước thơm tho rồi. Mới vừa bước ra khỏi phòng, quấn cái chiếc khăn của bụi đường. Ba đời tám kiếp vừa hôi hám, vừa bụi bậm, mồ hôi, vào người mặc lại, khùng mới làm kiểu này. Tấm sạch rồi mắt mới mà, quấn cái chiếc khăn bụi đường vô nó là như vậy nghe do vậy đối với người đã thấy đạo rồi thưa các vị hỏi là ông chứng cái tầng gì họ cười ngắt có chứng tầng gì đâu tại sao thưa các vị chỉ có bớt ra thì không có thêm gì chi vào cái con người đang tu tập đó nghe hết thiền não hết khổ đau hết tham hết sân hết si hết chấp trước hết con ngu trở thành một con người trơ trọi giữa tầng gian này không dính gì với hình hài của ông cả không dính buồn dính vui không dính chấp ngã chấp pháp không dính kiêu ngạo tự hào không dính kiêu căng gì cả chỉ là một con người chỉ là một trạng thái tâm rỗng lặng tự nhiên chiếu sáng vô niệm vô vi tràn đầy hí lạc thế thôi không có nói ngộ cũng không ngộ gì cả đây là ý của bài thi kể thứ hai 40 phút rồi, Chỉ mới giải thích thôi Mất hết <laughs> Phần nữa thì giờ Giờ mình xóa Chép bài kể nghe Bài đầu Thanh tịnh bản duyên trùm pháp giới Bài đầu mình dịch thế này thanh tịnh bản nhiên trùm pháp giới núi sông mặt đất tỏ tường ngay giác tánh hiện rồi sáng khắp cõi mắt tai chuyển ngược sắc thinh này và thưa đại chúng nên lưu ý rằng cái câu cuối của mình dịch nơi đây nó có hàm cái nghĩa mình gửi gắm trong đây nghe tức là khi ta nắm được pháp hành trì liễu ngộ được cái gì là chân thật bất động nơi này nóng vững này hay nói cách khác là cái vị ngộ được tự tánh nhận ra được cái năng lực tâm đang quan sát đích thực là tánh chân thật của mình là chân tâm thường trụ của mình là mặt mũi thật của mình thì thưa đại chúng lúc bây giờ các vị nhìn những cảnh trí nghe những tiếng tâm xúc chạm những cái nóng lạnh mềm cứng hoặc là nghe mùi hương vân vân tất cả điều đó các vị đều có quyền quay ngược lại để thể nghiệm tự tánh của các vị tức là này âm thanh này hình ảnh này sắc màu này mùi vị này xúc cảm lạnh nóng trơn nháo dễ chịu khó chịu vân vân tất cả những cái đó nó có thể tạo thành Cảm thọ của các vị, xúc cảm của các vị nhân mà khi ta liễu đạt được đạo, thấy được tự tánh không sinh rồi thì trú trong cái tâm quan sáng ấy. Tất cả những loại sắc thinh bên ngoài đó, thưa các vị, nó không có quyền lôi kéo ta, không có quyền nhận chìm ta. Ta càng không dính với nó để tạo thêm nghiệp, đấm nhiễm si mê, ái luyến gì cả, dứng dưng không hàm nghĩa rằng là con người có năng lực tu rồi thì dưỡng dưng không biết sắc màu đẹp đẽ không biết âm thanh dở hay nhưng mà dưỡng dưng ở đây nó hàm nghĩa rằng là tất cả điều đó không làm phiền não giấy khởi trong ta hồi xưa người ta chỉ cần liếc mình một cái mình cảm thấy khó chịu thế rồi bây giờ liếc đi <laughs> liếc chợ lé cả mắt <laughs> mình không có cảm thấy khó khăn gì cả ngày xưa người ta nói sóc óc bệnh câu là mình ăn một miếng trả một miếng đó. thế nhưng bây giờ thì thưa các vị tha hồ nói như nói như cục đá thôi không dính gì mình tại vì tất cả những cái sự bức mình nó vừa sinh ra thì mình liền chuyển ngược nó để trở thành năng lực tâm đang quan sáng sáng ngời thôi. do vậy cho nên cái hàm nghĩa câu này cũng gọi những điều quan trọng trong đây để các vị thực tập nghe. thanh tịnh bản nhiên trùm pháp giới là bản tâm của chúng ta nó là như vậy đó. Và khi hiểu được điều này rồi Thì này núi này sông Này mặt đất này con người Này cảnh trí vân vân Rỡ ràng trước mắt Không có thứ gì che giấu được các vị cả Tự nhiên Nhìn Rõ ràng không bị nó lừa bịp Không bị nó làm đắm nhiễm Không dính mắt Càng không bị sầu khổ bất an gì nhận chìm hết giác tánh hiện rồi sáng khắp cõi thưa các vị là cõi bên ngoài sáng rỡ cõi bên trong sáng rỡ nha thân tâm của các vị đều sáng rỡ buồn vui các vị đều sáng rỡ này là những dòng ý thức của các vị xưa giờ nó chảy thầm thầm mình ta không theo dõi được thế nhưng mà khi thấy được đạo đi vào bằng con đường tu tập rồi không có một ý nghĩ nào nó trốn được các vị hết nó vừa có mặt là các vị quan sát nó ngay nó là như vậy cho nên gọi rằng là giác tánh hiện rồi sáng khắp cõi là như vậy cõi bên ngoài đó là thiên hà vũ trụ cõi bên trong đó là hình hài này, này. cõi thâm thẳm sâu vô hình vô dáng là những buồn vui và tinh tế hơn nữa là những hạt mầm chúng tử sinh ra để nó là làm thành ý nghĩ này thưa đại chúng rằng nó vừa có mặt là các vị nhìn ra ngay mắt tay chuyển ngược sắc tinh này hiểu được đạo rồi thưa các vị mọi sắc tinh đều trở thành bác nhã trí cái câu ở trong thiền ngữ thường dùng đó là quốc quốc quỳnh hoa phi ngoại cảnh bạch vân minh nguyệt lộ toàn chân đó là từ cái câu này hiểu ra thì chúng ta hiểu được điều đó bài thứ hai nạp tăng thấu ngộ xong một việc nạp tăng thấu ngộ xong một việc nằm dài phải quấy không vấn vương trong mộng từng nói ngộ chân tánh tắm sạch khoác chi áo bụi đường bệnh dịch có khác với nguyên văn nghe nguyên văn có nghĩa là rửa mặt bằng nước thơm tho tắm bằng xà phòng thơm đàng hoàng thế rồi vừa bước ra khỏi phòng tắm là phun nước miếng vào mặt ô <laughs> quá giống như là trong kinh văn Đức phật dạy một vị trưởng giả tắm bằng nước thơm thế rồi bước ra khỏi phòng tắm lại quấn một cái xác chết vào cần cổ để đi khoe với thiên hạ rằng là đây là món trang trí của tôi thế thì ông trưởng giả nó có khùng mà chớ <laughs> tắm sạch sẽ mặc lụa là gấm vóc đi xe tứ mã kéo Thế là lại trang trí bằng cái sắc rắn ở trên cần cổ. Chết nhiều đời, nó hôi hám. Thế thì còn nghĩa lý chi? Cũng như vậy nghe. Trong mộng, mình gặp được Phật Pháp. Mình thể ngộ được tâm được tánh. Biết được con đường để hành trì. Sống được với đạo rồi, thưa các vị. Không hề khoe mẽ rằng là tôi sống như thế này là sống được với đạo. Không hề khoe mẽ và kiêu ngạo tự hào chi. Về cái chuyện hơn thua đối với công trình tu tập Cho nên Cái từ chính xác nhất là Càng tu người ta càng rớt đi Tất cả những thứ lượm thượng dùng ra Tu không có nghĩa là thêm cái gì cả Tu nghĩa là bớt đi Đầu tiên là bớt phiền não Bớt khổ đau Và cuối cùng là chỉ còn một thể tâm Viên minh tròn sáng Bất động như như hiện tiền thì, thì gọi rằng là Thành đà của công trình tu tập đây là hai bài kệ mà chúng ta học hôm nay cái điều đầu tiên mình giải thích ở đây đó là hai loại trí Thưa các vị đào phô cái lăng nghiêm rồi chúng ta mới thấy lùng bùng lỗ tai tại vì cái từ ngữ làm cho chúng ta rất là khó hiểu phật dùng cái từ thế này phật dùng cái từ đó là bản giác diệu minh Từ thứ hai là tánh giác à, Bản giác Minh diệu Giác minh diệu Thứ hai đó là tánh giác diệu minh Hai cái từ này Đọc vô văn bản kinh Lăng Nghiêm của cụ Lê Đình Tháp Dịch Lăng Nghiêm trực chỉ của một số các thầy dịch thưa các vị nó làm cho chúng ta lúng túng tại vì chúng ta không biết bản giác diệu minh là cái gì rồi tánh giác bản giác minh diệu là cái gì rồi tánh giác diệu minh là cái chi đây là cái lúng túng của chúng ta khi chúng ta đọc nhiều kinh văn nghe thế nhưng mà mình dùng một cái cách đơn giản nhất giải thích thì các vị nghiệm ra bản giác này ta có thể gọi là căn bản trí và cái này nó là hậu đắc trí và cái từ này có thể giảng lược bớt là bản giá từ này giảng lược bớt là thị giá mình hay lầm lộn cái chuyện này nghe thị là ban đầu bản là gốc gác và căn bản trí là cái trí này nó có mặt sẵn trong ta hậu đắc trí là cái trí tuệ này nó có mặt do công trình tu tập của ta từ những cái phần giải thích này thì các vị quay ngược về cái điều thế tôn dạy trên kinh lăng nghiêm thì các vị nghiệm ra rằng là bản giác minh diệu là cái năng lực trí tuệ cố hữu của các vị hay dùng cái từ khác đó là chê đó là tâm phật bất động của các vị cái năng lực này là năng lực tự hữu ta đã có từ khuya tức là cái vị phật nó chôn trong hình này năm quyển của ta Ta sinh lên thiên giới hưởng lạc của cõi trời Thì cái năng lực của tâm Phật này không hề hưởng lạc Rớt xuống địa ngục khổ đau Thì cũng có năng lực Phật bất động này Bên trong hình hài của một loài bị đỏ lạc Thế nhưng mà năng lực này không bị khổ đau dày dò Không bị đỏ lạc Do vậy trong kinh văn diễn đạt rằng là khi ngài A Nan xuống thăm đề bà Đạt Đa bị đọa địa ngục hỏi rằng là ông đò đi ngục như thế này ông thấy thế nào ta ở đây an lạc như cõi trời tứ thiền thiên và cái điều này dường như ở trong cái văn học thiền mới có nghe mình không biết là cái điều này ở trong văn học nikaya thì có đoạn nào như vậy hay không nhưng mà trong văn học thiền thì người ta hay trích dẫn đoạn này có khi nó không phải là lịch sử thực nó là biểu tượng của pháp hành trì thôi hàm nghĩa rằng cùng một chúng sinh như nhau tạo nhiều tội nghiệp như nhau lòng chất ngất buồn vui sầu khổ bất an như nhau thế nhưng mà nếu anh ngộ được tâm anh thấy được anh chính là người đang quan sát những buồn vui thì liền thứ khác trong cái buồn giận bất an ưu tư phiền não ấy anh điền an là anh điền tách riêng anh ra khỏi những thứ lụng vụng buồn vui tại vì cái điều hẳn nhiên rằng là khi anh đồng nhất anh vào buồn và vui và hờn và giận anh thấy anh chỉ đơn thuần gần đó thì anh khổ với nó thế nhưng nó trở thành đối tượng đang bị anh quan sát anh thấy nó từng sinh từng diệt từng đến từng đi như vậy đã lâu rồi bây giờ mình mới phán giác ra mình là người nhìn được nó quan sát được nó mình không hề là nó thì liền thứ khác lực dụng tâm đủ mạnh thì các vị điện cách mình ra khỏi những cái thứ lụng vụn buồn vui ấy cho nên ngay nơi khổ cảnh Con người đó liền nếm được Sự an lạc của cõi trời Tam Thập Ta Đó là biểu tượng Của Ngài Đề Bà Đạt Đa Bị đọ nhưng hỏi thì Ngài nói rằng là ta an lạc như cõi trời 33 Là do vì Trong khổ cảnh ngộ ra được Bản giác vốn diệu minh Hay là ngộ được căn bản trí Ngộ được gốc rễ tâm Phật của ta có sẵn hôm đây thì thưa các vị liền tức khắc người ta thoát khổ nghe do vậy cho nên Thiện Tông mở rằng là trong một chốc ta về, loại từ sạch nhãn nghiệp của ta mai đăng kỳ kiếp là như vậy. Đây là người lực dụng đủ mạnh trong một sát na thấu ngộ được đạo rồi, thưa các vị liền buông sạch mọi thứ phiền não, dành cho bậc thượng thượng trí. Hay nói cách khác là dành cho những con người họ chán cái chuyện khổ đau quá rồi họ chán cái chuyện sinh diệt quá rồi họ chán cái chuyện buồn giận ghét thương quá rồi cho nên họ rủ cái là xong ngay còn chúng ta thì chưa chán còn động nhất mình vào thân còn thấy đời sống phải có chút niềm vui nỗi buồn cho nó có cái gì với đời do vậy cho nên mình không có khả năng buông nó nghe đây là trường hợp thứ nhất giải thích để biết rằng căn bản trí là Đức Phật tự hữu của chúng ta là tâm Phật bất động của chúng ta là Phật tánh của chúng ta là chân tâm thượng trụ của chúng ta có sẵn nhưng mà ta không khai thác được như hạt châu có trong chéo áo như là ta là người sinh ra đã thừa hưởng gia tài kết xù của tỷ phú rồi nhưng mà mình cứ ôm um, thao bể cầm cái thao bể đi xin ăn từ ngày khốn khổ Bao giờ các vị nhận ra rằng là cái bản chất ta là một vị hoàng tử kế thừa suy nghiệp của hoàng đế. Bản chất ta là con một người tỷ phú. Liền tới khác các vị nghiệm ra rằng là ta vốn đã là người giàu có từ bao giờ. Thì dùng cái từ gọi là ngộ đạo, thấy tánh, nghiệm ra tâm chân thật. Thấy được rằng ta vốn có cái năng lượng giác ngộ như mười phương như Phật. Đây gọi là căn bản trí mọi người chúng ta đều có. Gọi là sự giác ngộ gốc gác nhất Ai cũng sở hữu nó cả Thế nhưng mà dùng được hay không Còn tùy từng người nghe Đây là trường hợp thứ nhất Hiểu trên lý cái đã Rồi trường hợp thứ hai Ta hiểu nhưng mà thưa các vị Do vô minh chấp trước quá đầy Do nhiều kiếp ta cứ nhận lầm Rằng ta là những hình hài Đã sinh ra việc thế này Nhận ra ta chính là hình hài này, này. Đã giác ngộ rồi nghe Cái tầng u mê nhất Là nhận ra ta là những cái bên ngoài ta kia Mấy người gọi là vô vinh Vô nặng Còn vô vinh nhẹ hơn Thấy tôi lời này này Do vậy cho nên tôi làm mọi việc cho bao người Nhưng mà tôi vẫn quan trọng nhất Đó là tôi phải sống thế nào để xứng đáng một đời sống Ngay một đời này tôi phải đỡ khổ Ngay đời này Tạm có mặt Như những nhân viên ràng buộc với nhau nhưng cuối cùng rồi ai nấy đi cuối cùng rồi thì tôi nhất định rằng là phải trả mọi thứ về cho các buổi phù du tôi ra đi một mình một thân một linh hồn không có dính với ai cả thì nhận ra điều này người ta đã có trách nhiệm với chính mình tương đối là vô minh nhưng mà đã khá rồi có tiến bộ rồi đó nghe do vì nhiều kiếp đi ngang qua trận đời nhiều kiếp sinh diệt cho nên ta cứ thấy ta là này này bây giờ ngộ ra được bên sâu hồi này này xuyên qua lớp buồn vui xuyên qua lớp nghĩ suy cái thể tâm bất động nó luôn có mạng nó quan sát được buồn vui quan sát được những nghĩ suy này thể tâm ấy vốn là vô sinh vô diệt vốn chiếu sáng vốn không dính chia với buồn giận ghét thương cả nhận ra được rồi thế nhưng mà thưa các vị từ lúc ngộ đạo tập tè sống ra được nó qua một quá trình rất là dài từ điểm A này cho đến điểm B này quá trình này người ta gọi là gì thưa các vị gọi là tiệm tu nghe phải dần dần tập sống mới sống được Mười phương Bồ Tát cũng dần dần tập sống như thế này Chư vị Thánh A-la-hán cũng dần dần tập sống như thế này Từ những bước căn bản là tập thở vào thở ra Nhìn được hơi thở đi vào đi ra nhìn được những buồn vui đang sinh đang diệt nhìn được, được, những ý nghĩ đang thì thầm tôi ngang tôi ngang là cuối cùng mới ăn trú trong cái con người đang luôn quan sát tức là trú trong trạng thái tâm chiếu sáng hiện tiền vô niệm trong trạng thái trí tuệ bác nhà ấy nó có một cái chiều dài nhất định như thế này nó có một quá trình tiệm tiến như thế này cho nên từ lúc ngọt cho đến cuối cùng đó là trở về nguồn để có thể hội nhập vào cái bản giác thanh tịnh bản nhiên này thưa các vị nó là một quá trình dài do vậy cho nên phương tiện khai thác thì có bản giác có thủy giác tức là có cái nền tảng tâm phật và có cái con đường cuối cùng để chứng nghiệm nhưng mà khi thành đạt rồi thì chỉ có một là thể phật bất động mà thôi nghe đầu tiên mình tu thì còn có năng có sở có tôi có anh có tôi tu và pháp môn tôi đang tu cuối cùng thưa các vị khi phiền não mình đã sạch lo phiền muộn mình đã loại trừ ưu tư phiền muộn nghĩ suy vân vân vọng thức lăng xăng nó đều tiêu diệt hết chỉ còn lại một trạng thái tâm rộng lặng tự nhiên thì bây giờ thưa các vị cái đối đại mất tiêu thì chỉ còn đơn thuần một trạng thái tâm bất sinh bất diệt bất động hiện tiền cho nên từ thủy giác ngược dòng trở về tới đầu nguồn và năng lực chiếu soi này năng lực tu tập này đạt đến cuối cùng loại trừ sạch nhẫn tất cả những cái chấp trước về bản ngã về pháp vân vân thưa các vị thì cuối cùng có thể này nó đích thực là tâm phật bất động đích thực là pháp giới tánh đích thực là căn bản trí đích thực là bản giác diệu minh đây cho nên thưa đại chúng rằng là hai loại trí trí này là căn bản trí trí này là hậu đắc trí là do vì từ nền tảng nghe pháp tu tập đọc kinh nhiều nhân duyên lành hội tụ bắt đầu khởi hành đi về cuối cùng đạt đến cái trí chân thật là căn bản trí này thì thành tựu được niết bàn chứng nghiệm được giải thoát đây là mình giải thích về hai loại trí trong kinh lăng nghiêm dùng cái từ là bản giác diệu minh cùng với tánh giác minh diệu hai từ này ta đọc thì nghe nó lung bùng lỗ tai nhưng mà đích thực nếu phân ra theo cái ngôn ngữ chữ nghĩa một cái chiều dài giải thích như thế này thì các vị đọc vô sẽ rất là dễ và điều quan trọng hơn là các vị biết đường tu nha biết cách hành trì biết cách để đi ngược về Còn không thì chúng ta đọc kinh nhưng mà nó lùng bùng lỗ tai đây là điều thứ nhất mà giải thích thì hai là trí và kiếm thêm chuyện nữa Có một phải có hai chứ Điều thứ hai mình gợi ý ra cho các vị đi vô công trình tu thôi Đó là xúc sự ngộ duyên Chạm việc Gặp duyên Mọi thứ Đều là cơ hội tu nha Mình cứ nghĩ tu là phải ngồi trên bồ đoàn Phải tới chùa Phải giữ khóa tu rồi phải có thời khóa, thưa cái chuyện tu ấy dường như mình đặt ra để khích lệ mình để mình có thể làm quen được với cái công phu hành trì liên tục chứ đúng ra thì thưa cao vị lúc nào cũng phải là thì giờ là quán chiếu để tu tập xúc sự thế nào là xúc sự người ta nói mình một câu làm cho mình lung lai trái tim Là xúc sự rồi nghe người ta trọng giận mình xúc sự rồi nghe nói một lời mát lòng làm cho những cái xúc cảm của mình nó dâng lên vân vân thưa các vị tất cả việc chi nó chạm tới thân ta chạm tới xúc cảm của ta chạm tới ý nghĩ của ta đều là những loại nhân duyên làm cho chúng ta quay ngược về phản quán nha cho nên điều đầu tiên gợi ra nơi đây đó là người xưa tận dụng mọi cơ hội 16 vị khai sĩ vô nhà tắm Ngộ đạo nhà tắm á <laughs> và ngài kêu rằng như ngộ đạo thưa các vị chỉ nhìn khách đi qua đi về ngộ đạo nhìn thấy bụi bay ngang qua khe cửa bay tới bay lui ngộ ra được cái điều đức phật giải và những điều này ta có thừa ngát. ta có rất nhiều nhân duyên để ngộ đạo cho nên hãy thông minh tận dụng mọi cơ hội để tu tập Đời sống người ngắn lắm thưa các vị Mình không có chịu làm việc này Thì sẽ tới một lúc nào đó mình vô cùng ẩn hở nghe Ai biết được rằng ngày mai mình đưa tay lên ngã đầu không có được Ai biết được rằng ngày mai hình hài nằm một đống đó Và người ta lăn qua lăn về như một cái cây chuối Và đời sống thực vật không biết kéo dài đến bao lâu Muốn ăn không có ra lệnh cho người ta đút cho mình được ngứa cái đầu không biết làm sao mà gãi không ai lường được điều này xảy ra cho bất cứ ai đâu ta chưa chắc thời khắc sau ta còn nguyên vẹn như thời khắc này ta chưa chắc hoàn cảnh của hành tinh này nó vẫn bình yên như vậy trong điều kiện của đất nước phát triển hay điều kiện xã hội trọng tiến gì thưa các vị những điều bất trắc luôn có mặt cái không hề là nó sợ ai đâu nghe rất nhiều gia đình của người việt trên đất nước hoa kỳ ngủ đêm sáng dậy thưa các vị nhà cửa tan hoang và trộm đạo những kẻ giết người nó vô nó giết người và thưa các vị không ai lường được những bất trắc đời sống này có quyền đổ xuống tất cả mọi hoàn cảnh việt nam cũng vậy hoa kỳ cũng vậy châu âu cũng vậy và không một đất nước nào chắc ăn rằng mình bình yên cả không một đời sống nào sinh mạng nào chắc chắn rằng là thỏa mãn này mình duy trì được theo với sự mong muốn của mình cho nên người xưa luôn tận dụng mọi cơ hội chúng ta cũng như vậy đừng nghĩ rằng đợi, đợi tới già đừng nghĩ rằng có nhiều điều kiện hơn đừng nghĩ rằng tôi phải có thì giờ hơn đừng nghĩ rằng tôi vô chùa tôi phải tu Đừng nghĩ rằng tôi sắp xếp mọi việc yên hàng rồi tôi bắt đầu có thì giờ công phu không. Hãy công phu trong mọi lúc, hãy công phu trong mọi cơ hội ta có. Xúc sự, ngộ duyên, tôi các vị cái từ này rộng lắm nghe. Gặp mọi việc, gặp mọi nhân duyên đến, mắt chạm sắc màu, tai nghe âm thanh, mũi ngửi mùi vị, miệng nếm, da của mình xúc chạm với làn gió thưa các vị đều là những cơ duyên để các vị thể nghiệm đạo đây là nói cái việc bên ngoài việc bên trong bất cứ một cái trạng thái xúc cảm buồn vui hờn giận bất an nào vừa sinh ra đều là cơ hội tại sao mình không làm được điều này thưa các vị do vì mình chưa cảm thấy nhu cầu tu tập là một loại nhu yếu cần thiết nhất của đời sống mình mình chưa cảm thấy nếu mà vị chánh pháp là nhu yếu quan trọng nhất trên cuộc đời này cho nên mình lơ là nó thôi còn nếu có việc cảm nghiệm được điều rằng là dường như trên tầng đời này không có gì quý bằng hiểu được pháp và an trú trong pháp hành trì thì có vị tự nhiên tận dụng mọi điều kiện mọi nhân duyên để quay ngược về Chú trong pháp hành trì quay ngược về an trú trong tự thể tâm Phật bất động của các vị và khi các vị làm được điều này nó trở thành một lực dụng mạnh rồi thì lúc bấy giờ không cần nói đến chuyện tinh tấn cũng không tinh tấn gì cả tự nhiên nó có lực đẩy tự nhiên là ta đi tới đi lui ta dung văn dung dẻ đi vào đi ra này ăn này ngủ này co này dũi này nói này cười không lúc nào rồi năng lực tâm đang quan sát hết thì bấy giờ ta đang bắt trước được người xưa tận dụng mọi cơ duyên để ngộ đạo, tận dụng mọi cơ duyên để thành tựu thánh vị, tận dụng mọi cơ duyên để chứng nghiệm thánh trí và an lạc niết bàn nghe. Điều thứ hai, cái này là một công án này. Đôi khi tự vấn, ta làm gì đấy? Ta chạy theo lợi theo danh. Ta chạy theo chuyện ăn chuyện ngủ Ta chạy theo chuyện hơn chuyện thua Và Ta bỏ cuộc đời ta Gần nhất là ta bỏ một ngày Vào những chuyện vô ích thế ư Để làm gì vậy Để sống sai chết mộng Để tiêu phí những tháng ngày Còn lại rất mong manh Chẳng qua sống để chờ chết ư Cho nên đôi khi hãy tự vấn nha lúc mình buồn, lúc mình giận, lúc mình bất an, lúc mình sống thả trôi bồng bềnh, lúc mình không có sống được với đạo nghĩa là mình đang thả trôi đời sống mình, mình đang sống cho qua ngày, đoạn tháng sống để chờ cái chết thì thưa các vị, đôi khi nên nhủ lòng hỏi coi mình đang làm gì với đời sống mình đây, mình bằng lòng với đời sống như thế ư? bằng lòng với đời sống sáng vác ô đi chiều vác ô về kiếm chút tiền chút gạo và hạnh phúc của mình nó ngang chừng mực đó là kiếm ra tiền cho nhiều để xài tiền kiếm một chút dục lạc phụ vô đến với mình để mình hưởng thụ rồi nó đi ngang qua mất rồi mình lại kiếm lại cuộc đời dường như là nó chỉ ngần nó việc thì thưa các vị dường như là tội nghiệp nghe cho nên đôi khi hãy tự vấn là mồ sinh mạng này đi ngang qua hàng triệu triệu kiếp có được đời sống rất mong manh rồi bây giờ mình lại vô lý vứt nó vào sọt rác để nó chìm vào các bụi chìm vào vô thường thì chuyện còn tha được nhưng mà nó chìm vào trong hàng vạn kiếp tử sinh thì thưa các vị tội nghiệp nghe tuổi thọ đời người chỉ có trăm năm là dài thế nhưng trăm năm này cắt đầu cắt đuôi ra bỏ các vị còn nhiêu vậy bỏ hai năm của năm bảy tám chục cho tới trăm lúc đó có biết gì nữa đâu bỏ mười mấy năm của tuổi bé thơ bỏ mười mấy năm của tuổi lăn xăng để kiếm miếng ăn miếng mặt kiếm tình kiếm tiền và còn lại quản trung niên không nhiều đâu nghe quản trung niên đó lại tính thêm một việc nữa là bỏ nó cho cái chuyện lo lắng cho con cái để có gia đình lo lắng cho chuyện hạnh phúc lứa đôi của con cái ta và thế rồi còn lại bao nhiêu có người lại vung hết luôn những cái tuổi còn lại đó là tuổi già cô đơn quá cho nên đem cháu ngoại cháu nội về đây bố mẹ trông chừng cho con rồi vợ chồng con đi làm rồi thưa các vị mất đức cuộc đời trong khi đó các vị biết rằng chư thiên á cõi trời gần chúng ta họ hưởng thụ một đời sống của họ đó cái tuổi thọ dài tới cả ngàn năm thế nhưng mà khi có một đức thế tôn có mạng rồi thì họ xuống họ quỳ lại họ đảnh lễ để họ học pháp với đức như lai và chỉ cần cái vèo họ quên mất đi thưa các vị đức phật nhập niết bàn nhớ mấy cho nên thưa đại chúng rằng là chư thiên gặp đức thế tôn xuất hiện giữa cuộc đời họ không hề là coi thường chánh pháp chơi quanh thế tôn và mỗi sáng có khi cả hàng vạn chư thiên đầy cái không gian bên mông này tán thán như lai và dục làng của họ đâu phải như cõi nhân gian tuổi thọ của họ đâu phải như chúng ta ấy vậy mà họ trân quý chánh pháp trân quý thọ mạng họ khen ngợi một bậc như lai có mặt thưa các vị hết lời họ hiểu được chánh pháp như lai hành trì vô cùng miệt mài còn chúng ta thì thưa các vị với tuổi thọ mong manh với đời sống dục lạc dường như không đáng gì so với chư thiên và cuộc đời sinh ra sầu khổ bất an thì nhiều Mà niềm vui hỷ lạc thì rất ít ấy vậy mà chúng ta lại không tự vấn mình Coi mình sống trần gian này để làm gì Đến trần gian này lao sao rồi đi mất vào cõi mịt mù Biết chúng ta có còn trở lại hay không Cho nên đôi khi hãy tự vấn là như vậy Tự vấn gần hơn Có những cái buồn, cái giận, cái lo âu Nó làm triểu nặng lòng mình nó làm cho mình bất an làm cho mình đầy quằn quại đau thương thì ta tử vấn rằng dường như ta không thấy tội nghiệp mình nghe ta để cho những cái chuyện không đáng gì đó nó hành hạ mình chính thực người tu mà nói mình mới vừa đọc của ngài của ca ngài nói đó, chính thực người có tu tập rồi nếu anh bước vào giường ngủ anh ngã cái đuổi mà anh không ngủ được là sai pháp môn còn trần tạo còn lo âu còn nghĩ chuyện đông chuyện tay là chưa phải là người thực tập nhé chính xác mà nói người có sự tu tập đàng hoàng rồi thưa các vị nằm là phải ngủ và ông gorenca ông nói cái chuyện vô cùng đáng ngạc nhiên đó là những đất nước văn minh họ lái xe tới những cơ sở chính phủ để họ xin rằng là họ thiếu ăn cái gì kỳ cục như vậy nhưng mà cái chuyện đó là chuyện bình thường của xã hội văn minh nghe. Điều thứ hai rất là kỳ cục nữa là trong một ngày họ tiêu tốn thuốc ngủ cả tấn. Cả tấn thuốc ngủ. Để làm cho giấc ngủ đến với họ. Họ bất an, họ lo âu, họ đầy hoảng sợ. Và những điều đó thưa các vị nó xảy ra khắp những vùng đất được gọi là văn minh của con người. Trong khi đó, thưa các vị, nếu có tu tập, nếu có hiểu được chánh pháp thì những chuyện này Dường như nó không phải là chuyện chúng ta quan tâm thôi nghe Không có chuyện bất an Thì làm gì có chuyện mình cần Cái lượng thuốc ngủ như vậy Đi vô công phu tiền tập Thì làm gì có chuyện nằm là trằn trọc lăn qua lăn về Do vậy cho nên thưa các vị Hãy tự vấn những lúc buồn Lúc giận, lúc ghét, lúc thương Lúc lo âu, lúc phiền muộn Đây là cái điều rất gần mỗi đời sống chúng ta Ai cũng vướng phải tình trạng này khi các vị nhớ được điều này đi vào công phu thực tập được điều này rồi thì mới xứng đáng là người học chánh pháp như lai cho nên xúc sự ngộ duyên bên ngoài ta hãy tận dụng mọi điều kiện ấy để làm cho năng lực tu phát triển và cái điều quan trọng hơn là tất cả những cái việc trỗi dậy bên trong tâm thức của các vị các vị nên tự vấn coi là mình chẳng lẽ tuổi thọ đã ngần này rồi mà còn cư mang nỗi niềm như vậy để nhận chìm lại mình trong những đống bùng nhùng của buồn nhẫn ghét thương ơi tại sao con thương mình rứt bỏ nó ra tại sao con thương mình trú trong pháp hành trì quan sát nó như một một loại hiện tượng đến mà đi xin và diệt thì các vị ngay đây đã loại trừ được nó làm cho đời tu mình có an lạc là nhé còn nếu không ứng dụng điều này Dường như thưa các vị chúng ta tu nhưng mà chúng ta vẫn chìm ngập trong buồn giận bất an ưu tư sầu thảm chìm ngập trong những lo âu chìm ngập trong những chuyện chạy ngược chạy xuôi đuổi theo lợi theo danh nó phù qua vật chất thì thưa các vị dường như là mình đầu tư công cốc đời mình vào cái chuyện vớ vẩn và cuối cùng mất bộ sinh mạng đáng quý nha đây là điều thứ hai gợi ý và cuối cùng có một cái kết luận ở đây hai ý thôi ý đầu anh đang thủ đắc chúng nhân thành phật thế mà lại để cho mình chìm ngập trong vô minh mà trầm luôn trong sanh tử tội nghiệp vậy đây là một cái câu rất là mạnh đánh động tâm thức ta nghe câu thứ hai hãy học hạnh người xưa lập đạo tràng mỗi nơi ta đến Thế là mình giải thích câu này để cho các vị nhận diện nghe. Trong luận đại thừa khởi tính ghi rằng chúng ta có hai loại nhân. Một là năng sanh nhân. Hai là phương tiện nhân. Năng sanh nhân là chi? Rất dễ hiểu. Tâm thức của chúng ta. Thưa các vị, các vị có quyền quân tập những cái chủ nhân thành Phật. Tại vì tự trong sâu thẳm bản chất của tâm thức của các vị nó có cái phần gọi là phần giác ngộ. Năng lực tâm quan sát của các vị nó đang có sẵn và nó có thể làm được điều rằng là từ năng lực tâm quan sát ấy mở một hướng đi để học đạo, mở một hướng đi để liễu đạt giáo pháp, mở một hướng đi để làm cho tinh tấn lực dâng lên. Và từ cái năng lực tâm Như vậy thưa các vị Nó sinh ra ngàn vạn phước điền Và nó sinh ra được Cái bồ đề tâm Giúp cho các vị ngược đường Đi về trạng thái giải thoát Đây là năng sanh nhân Tức là từ nền tảng tâm Phật Các vị nó sinh ra vô cùng Là nhiều những cái Loại nhân duyên để có thể giúp cho Các vị thành đạt được sự nghiệp giác ngộ Phương tiện nhân là gì? trên con đường phát triển tu tập đó thưa các vị tất cả những cái điều kiện mà các vị tiếp nhận như học giáo lý như đi vào công trình quán chiếu như tạo phước điền như bố thí như cúng dường tất cả điều đó đều gọi là phương tiện nhân những điều kiện này mình càng đi vô và phát triển và tu tập thì thưa các vị nó giúp cho chúng ta thành tựu cuối cùng đó là thành tựu được cái tâm Phật của chúng ta tức là thành tựu được năng lực giải thoát đang chôn sẵn trong mỗi đời sống của chúng ta cho nên thưa các vị mỗi con người đều có hai phần nhân viên đầy đủ như thế này để ta tu tập điều giải thích thêm nhân viên này khi mình quyết lòng phát triển về cái hướng thành đạt được giác ngộ thành đạt được cái giá trị của một con người đạt đến địa vị hiền thánh thì tự nhiên là các việc càng đi thì cái năng lực này nó càng mạnh càng đi thì cái năng lực của ác pháp càng ngày càng bị tiêu mòn nhé và nếu không phát triển về hướng này thì thưa các vị đời sống kéo càng dài có khi ác pháp nó nhiễm ô tâm thức nó làm cho chúng ta càng ngày càng ô uế và đôi khi mình gây những nghiệp xấu ác mà nào không hay cho nên hãy phát triển năng sanh nhân này về cái hướng rất là tích cực của con đường thánh đạo. Và khi phát triển được cái chiều hướng thánh đạo rồi thì cái phương tiện nhân này nó là một loại năng lực yểm trợ cho cái công trình tu tập của chúng ta thưa các vị nó thành thắng nhân thù diệu để bước vào cảnh giới trí tuệ của mười phương các vị thánh rất dễ dàng đây là ý thứ nhất mình đã có những cái chủ nhân thành thật như vậy nhưng mà lại không sử dụng là để cho mình chiều ngập trong vô minh sống với sự mời gọi của vô minh của tham ái sống với sự mời gọi của sân si của nghiệp thức và chiều ngập trong cái nỗi niềm sầu thảm bất an ngay hiện đời này đã làm cho mình bất hạnh làm bất hạnh luôn cho những người liên hệ với mình như người thân của mình bố mẹ của mình chồng của mình vợ của mình con của mình bằng hữu của mình và dẫn nhau chìm ngọc sinh tử đây là cái tội rất lớn của mọi sinh mạng chúng ta nghe điều thứ hai hãy học hạnh người xưa lập đạo tràng mỗi nơi ta đến các vị đừng nghĩ rằng là nơi nào mình cũng có cái chùa không phải lập đạo tràng lập ở đâu vậy ngay nơi nào này ngay nơi thân ta là đạo tràng ta ngồi chỗ ta đang ngồi là đạo tràng ta đứng chỗ ta đứng là đạo tràng ta đi chỗ ta đi là đạo tràng nhìn sâu vào bên trong khi có buồn có vui có hờn có giận thì đây là những đạo tràng ta cần tu tập quán chiếu để chứng nghiệm đạo ngay lúc đó nghe bồ đề đạo tràng của như lai ngày xưa có mặt nơi ấn độ chúng ta không thể mỗi ngày đến bồ đề đạo tràng lấy phật nhưng chúng ta có quyền thiết lập đạo tràng ngay nhà chúng ta, đạo tràng ngay thân chúng ta, đạo tràng ngay nơi những trạng thái buồn vui đang sinh đang diệt trong chúng ta. nơi nào ta cũng có quyền an trú ngay nơi đó quan sát để chứng nghiệm giải thoát cho nên gọi là thiết lập đạo tràng mọi nơi mọi chốn. đạo tràng này các bị thiết lập có tốn tiền không vậy? không. có cần mua máy phi cơ ấn độ không vậy? không có cần gặp thầy phước tịnh đi để học không vậy không luôn tại vì thưa các vị đạo tràng này đang có nơi các vị có quyền các vị có quyền thiết lập nó trong từng phút giây đời sống và bắt chước người xưa thiết lập đạo tràng là như vậy nghe bất cứ nơi nào ta ngồi ta đứng ta đi ta nói ta cười nơi đó đều là đạo tràng để ta chứng đạo bất cứ trạng thái tâm buồn giận, gác thương nào vừa sinh ra nơi đó là đạo tràng để ta có thể quán chiếu làm cho năng lực giác ngộ sinh khởi liền để thành tựu được trí tuệ chứng nghiệm giác ngộ nơi nào ý thức còn ngửa còn xuôi còn vận hành còn trải qua trải về ta liền thiết lập đạo tràng ngay nơi đó để làm cho năng lực tâm giác ngộ chiếu sáng từng vọng thức đang sinh đang diệt thế thì thưa các vị điều đầu tiên xảy ra đó là các vị không một phút giây nào rời đạo tràng điều thứ hai cái chuyện tự nhiên xảy ra là với người có tu như vậy thì thưa các vị, dù cho họ có thể không đủ điều kiện như những thầy, những cô để có thể ngồi tỏ thiền, nhưng mà họ đang thiền tỏ suốt ngày, suốt đêm. Và cái chuyện chắc xảy ra đó là họ sẽ thành tựu được trí tuệ chứng nghiệm giải thoát ngay hiện đời. Và gần gũi nhất là người sống được như vậy không có nỗi buồn chán nào Có quyền phát sinh trong họ Không có ưu tư phiền vụ nào Có quyền nhảy ra Từ tâm tới họ nhảy ra Và không hề Có nỗi niềm bất hạnh nào Dính được với con người đó Tại vì với con người thiết lập Được đạo tràng ngay thân ngay tâm của họ Được cả một vùng không gian chiếu sáng Hộ pháp thiện thần bảo vệ họ Bằng hữu bạn bè Những người Tâm không đủ lành thiện tâm chứa đại án pháp thấy họ là chạy mất dép không tương ứng được và hộ pháp thiện thần long thiên thinh văn bồ tát thưa các vị đều tương ứng với những con người luôn thiết lập đạo tràng như vậy để tu tập tóm lại điều nhắc cuối cùng đời sống chúng ta nó không cho phép mình dung dăng, dung vẻ đâu nghe không cho phép mình thả trôi bồng bềnh như trái bầu cho trên sông đâu nghe các vị hãy tận dụng những điều kiện tuyệt vời ta đang có trong một kiếp này tu tập đừng cô phụ chính mình xong việc mừng quá và hạnh phúc nhất hồi hướng